khi nào giảm cân á, cảm quay lại đây là văn phòng không chứa chấp người mập như mày đâu. Nhưng mà anh Phi nó cũng mập mà. Ê khoan, nãy giờ anh không Phi nào được. Toàn mình quá. Cộng đồng người mập Sài Gòn không tha thứ gì được mày. Tao sẽ giảm cân và quay trở lại đây làm sếp của tụi bay. Cái gì vui chứ chúng ta không là đồ. Không, tao không biết phải không? Sẽ có một ngày tao giảm cân được. Sao mày cười? Tao nói mày nghe này. Bây giờ tao nghĩ là mày nên nghỉ việc rồi đi kiếm cái gì đó để giảm cân đi. Rồi bao giờ giảm cân được quay lại làm. Cái văn phòng không muốn chứa chấp một người mập như mày trong văn phòng mày đâu. Mày nói cho mày biết nha. Hai cũng sẽ đấu. Mặt nè. Từng mặt sao không? Ừ. Thì nhau không cười hả? Đau quá! Đau thiệt á! I'm sexy and I know it. Nếu biết luôn cái gì thôi. Có thêm cái clip mới nè anh vừa mới làm chuyện gì vậy nha. Mới